Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Những năm gần đây, huyện Phù Cử đã quan tâm đầu tư các cơ sở thể thao cấp huyện phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao cho nhân dân và phát triển thể thao phong trào. Huyện Phù Cử hiện có một sân vận động, một nhà thi đấu đạt tiêu chuẩn phục vụ các môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, võ thuật. Huyện cũng đầu tư xây dựng công viên 19 tháng 8 với diện tích 1,5 ha, lắp đặt nhiều máy tập thể dục thể thao ngoài trời. Thời điểm không có dịch, đây là nơi rèn luyện thể thao, vui chơi giải trí của nhiều tầng lớp nhân dân. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người dân ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang chuyển sang những hình thức tập thể dục thể thao phù hợp. Chị Nguyễn Thị Hoan ở thôn Tân Lợi mua sắm máy chạy để tập tại nhà. Mỗi ngày chị tập khoảng 1 tiếng để duy trì thể lực. Còn chị Trần Thị Lương ở thôn Tầm Tang lựa chọn tập yoga với một số động tác tập đơn giản ở không gian ngôi nhà của mình vào buổi sáng và buổi chiều hàng ngày. Đối với lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, sau giờ học online, các em tập bóng rổ, bóng đá tại nhà để có phút giây giải trí bổ ích. Ước tính có khoảng 30% số người dân ở xã Thắng Lợi duy trì tập thể dục thể thao thường xuyên trong mùa dịch. Zumba là môn thể thao được đông đảo trẻ em phụ nữ thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động lựa chọn để tập luyện tại nhà trong thời gian qua. Để tuân thủ nghiêm công tác phòng dịch, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, các chị em phụ nữ trên địa bàn thị trấn đã lựa chọn duy trì việc tập luyện tại nhà thay cho việc tổ chức tập luyện theo câu lạc bộ như trước kia. Mọi người duy trì thói quen tập luyện hàng ngày tại nhà theo từng nhóm nhỏ từ 1 đến 3 người và luôn chấp hành việc giữ khoảng cách an toàn. Việc duy trì thói quen tập luyện thể thao hàng ngày không chỉ tốt cho sức khỏe bản thân mà còn góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh. Tại thành phố Hưng Yên, vào mỗi buổi chiều ở một số sân bóng nhân tạo xuất hiện tình trạng những nhóm đông người tụ tập chơi bóng đá. Những nhóm này thường có trên 10 người, không đeo khẩu trang hay thực hiện đảm bảo giãn cách đúng quy định. Việc chơi thể thao, nhất là môn bóng đá, là nhu cầu tập luyện và sở thích của nhiều người. Tuy nhiên, trong khi tỉnh ta vẫn đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn dịch bệnh, thì việc tụ tập đông người không thực hiện đúng 5K chơi bóng đá là hành vi không đúng, thậm chí có thể là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, việc rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ huấn luyện viên yoga Nguyễn Thu Hà. Chị sẽ hướng dẫn cho chúng ta một số bài tập yoga có tác dụng tốt cho sức khỏe đường hô hấp, đặc biệt là phổi, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Để quý vị và các bạn có thể tập được một số bài tập yoga đơn giản tại nhà thì ngày hôm nay chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với huấn luyện viên yoga Hà Thu. Dạ, xin chào chị ạ. Chào bạn, chào quý vị khán giả. Thưa huấn luyện viên, hôm nay thì chị sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả những bài tập nào và những bài tập đó thì có tác dụng như thế nào ạ? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn 3 bài tập thở trong yoga rất tốt cho hệ hô hấp và nhất là phổi. Phương pháp thở đầu tiên tôi muốn đưa đến cho mọi người đó là hơi thở bụng và hơi thở luân phiên là bài thở thứ hai. Và hơi thở thứ ba có tên là Kapakati. Phương pháp thở đầu tiên là phương pháp thở bụng. Hít vào chúng ta nâng cao lồng ngực và phình căng bụng. Rồi thở ra nhẹ nhàng, hóp bụng lại. Và hãy cảm nhận hơi thở ra. Bài thở thứ hai có tên là bài thở luân phiên. Bài thở này thì chúng ta sẽ cảm nhận hơi thở đi vào từ mũi của mình và đi ra cũng từ mũi của mình nha mọi người. Chúng ta sẽ nắm bàn tay phải của mình lại và chúng ta sẽ mở ngón tay cái của mình và ngón tay út mỗi bên cánh mũi của mình, hít vào và thở ra 5 lần nha mọi người. Đầu tiên chúng ta đặt hai ngón tay của mình lên cánh mũi của mình và hít vào bằng cánh mũi bên trái. Rồi thở ra ép ngón tay út của mình ở lỗ mũi bên trái và thở ra ở bên phải. Sau đây Hà Thu sẽ hướng dẫn tất cả mọi người bài tập thở Kapakati nhé. Bài này là bài rất là quan trọng với bệnh nhân đã mắc Covid và những người chưa mắc Covid mà chúng ta muốn có một sức khỏe và một năng lượng. Thì sau đây mọi người sẽ nhìn vào cách thở của Hà Thu. Bài này là bài tập thở khó nhất trong 3 bài tập nhưng hiệu ứng của nó lớn nhất. Mọi người nhớ là đặt tay mình vào rốn này, hít vào, thở mạnh, giật bụng vào trong, thu rốn vào. Mọi người hình dung ra hơi thở của mình không ạ? Hít. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe thật tốt. Namaste. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.